Tam Đảo, một thị trấn nghỉ dưỡng phổ biến được xây dựng bởi người Pháp tại tỉnh Vĩnh Phúc, cách Hà Nội 90 km, đã ghi nhận sự tăng 279% trong lưu lượng tìm kiếm so với cùng kỳ năm trước, theo Agoda. Kết quả này dựa trên sự so sánh dữ liệu tìm kiếm giữa 3 quý đầu năm 2022 và 2023. Tam Đảo nằm ở phía đông bắc Hà Nội, trước đây là nơi nghỉ mát ưa thích của quan chức Pháp vào cuối thế kỷ 19, nên nó có nhiều biệt thự cổ điển với kiến trúc châu Âu truyền thống. Tam Đảo là một địa điểm du lịch lý tưởng quanh năm với nhiệt độ từ 18 đến 25 độ C. Tỉnh Bắc Ninh ở phía Bắc ghi nhận tăng 234% trong lượng tìm kiếm để đứng ở vị trí thứ hai trên danh sách. Khu vực nổi tiếng với hát quan họ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2010. Những bài hát này được biểu diễn dưới dạng đáp ứng lời hát xen kẽ giữa hai phụ nữ từ một làng hát hò hòa nhạc và hai nam từ một làng khác đáp lại với giai điệu tương tự nhưng lời bài hát khác nhau. Bắc Ninh cũng nổi tiếng với nhiều ngôi chùa cổ xinh đẹp như Đậu, Bút Thác, Linh Ứng, Tiêu và Lễm. Trong hình là đền đô nơi tưởng nhớ 8 vua triều đình Lý. Thị xã biển Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa ở miền Trung Bắc Việt Nam xếp hạng thứ 3 trong danh sách với sự quan tâm tăng 228% so với cùng kỳ năm trước. Cách Hà Nội khoảng 160 km, Sầm Sơn đã trở thành điểm đến thường xuyên cho kỳ nghỉ hè trong những năm gần đây với sự phát triển của dịch vụ lưu trú và du lịch. Nước biển Sầm Sơn có độ mặn và nhiệt độ nhẹ, được cho là có lợi cho sức khỏe về mặt thể chất và từ lâu đã được ưa chuộng để giúp du khách thư giãn và hồi phục sức khỏe. Bức hình được chụp vào ngày 2 tháng 9 năm 2023, khi người dân tập trung đến Sầm Sơn để kỷ niệm lễ Quốc Khánh. Đảo Phú Quý, cách Phan Thiết 120 km về phía đông nam dọc theo bờ biển miền Trung Nam, xếp hạng thứ tư khi đảo này chứng kiến sự tăng trưởng tìm kiếm so với cùng kỳ năm trước là 180%. Phú Quý đã trở nên nóng bỏng, với các cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch trở nên quá tải kể từ khi đại lộ đầu Giấy Phan Thiết mở cửa vào cuối tháng 4, rút ngắn thời gian đi lại từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết xuống còn khoảng 2 giờ. Phú Quý hiện có 56 cơ sở lưu trú hoạt động với tổng cộng 678 phòng, bao gồm 17 khách sạn, 31 nhà nghỉ và 8 homestay cho thuê phòng. Thị xã biển Quy Nhơn thuộc tỉnh Bình Định ở miền Trung đứng thứ 5 với sự tăng trưởng quan tâm 178% so với cùng kỳ năm trước. Sự mở rộng của các khu nghỉ dưỡng và cơ sở hạ tầng tại thành phố đã kích thích sự tò mò của khách du lịch trong và ngoài nước, theo Agoda. Nằm giữa hai điểm du lịch nổi tiếng Nha Trang và Hội An, Quy Nhơn ít đông đúc hơn. Năm ngoái, chính quyền Bình Định đã đề xuất nâng cấp sân bay Phù Cát để gấp đôi công suất lên 5 triệu hành khách mỗi năm do sự phổ biến du lịch ngày càng tăng. Hình ảnh là làng chài Nhơn Hải ở Quy Nhơn. Đảo Cát Bà ở thành phố Cảng Hải Phòng ở vị trí thứ 6 với tăng trưởng 127% so với cùng kỳ năm trước. Quần đảo Cát Bà bao gồm hơn 360 hòn đảo, trong đó đảo Cát Bà là đảo lớn nhất. Những ngọn núi đá vôi của đảo nổi lên từ những dòng nước màu xanh ngọc bội xung quanh, tạo nên một điểm đến lý tưởng cho các chuyến du ngoạn trên biển. Khoảng từ tháng 5 đến tháng 10 được cho là thời gian lý tưởng để thăm Cát Bà, nơi du khách có thể thuê thuyền hoặc tham gia các chuyến du ngoạn khám phá Vịnh Lan Hạ với vô số ngọn núi đá vôi và làng chài trôi trên biển. Thành phố tỉnh lỵ Phú Yên, Tuy Hòa đứng vị trí thứ 7 trên danh sách với sự tăng trưởng tìm kiếm 103% so với cùng kỳ năm trước.